Wow, các bạn ơi, ở đây có hai con lòng đang đối đầu với nhau nè. Một con là Giga, còn một con là Indominus Rex. Wow, con khủng long Giga nó bẻ người rất ghê. Nó đã tiến lại gần với con Indominus Rex rồi, liên tục tấn công rồi. Indominus Red đã trả đòn này các bạn. Con Giga né được rồi. Tiếp tục con Giga đang đánh là con khủng long Indominus Red. Nó cắn vào cổ rồi các bạn ơi. Con khủng long Indominus Red có vẻ rất đau đớn. Con Indominus Red nó đang muốn trả đòn đây mà, nhưng con Giga với phong cách chiến đấu rất linh hoạt, và thế là con khủng long Indominus Red đã bị hạ gục. Con Giga rất ghê các bạn ơi. Con Giga đang rất là vui sướng về chiến thắng của mình. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục đi săn khủng long nào. Chưa gì mà mình đã thấy có rất nhiều khủng long xếp hàng dài ở đây rồi. Và bây giờ chúng ta không phải đi săn chi cho mệt nữa, mà chúng ta chỉ việc gọi là thu gom những con khủng long này lại mà thôi. Đây, mình sẽ lấy một cái rổ màu xanh rất to này. Đầu tiên đây là con khủng long T-Rex nha. Đấy, mình đã bắt được con T-Rex rồi, cho vào rổ thôi. Tiếp theo, đây là con khủng long Spinosaurus. Còn đây là con Amaga này các bạn ơi. Amagasaurus nha. Tiếp đến đây là con khủng long Ankylosaurus. Con này có bộ giáp gai rất là to đây. Còn đây là con khủng long Abatosaurus, cái cổ rất dài. Tiếp đến là chúng ta đang thấy ở đây là con khủng long Gigantosaurus. Được rồi, mình sẽ bỏ cái rổ luôn. Còn đây là một chú khủng long T-Rex màu đỏ rất là đẹp. Con khủng long T-Rex này nó có tiếng kêu hay chứ các bạn ơi. Còn tiếp theo là con khủng long Spiroraptor, một con khủng long rất là giống chim nè. Tiếp đến là con khủng long Spinosaurus. Con Spinosaurus có cái vây rất là đẹp. Con này thì cũng có cái phần lưng rất đẹp đây. Đây là con Indoraptor. Tiếp đến là chú khủng long Giganotosaurus. Sẽ cất vào đây luôn. Rồi, tiếp theo đây mình đang thấy có con khủng long Baryonyx này các bạn ơi. Rất là tuyệt vời, mình sẽ bỏ vào. Còn đây là con Dimetrodon nè. Cái vây màu cam đẹp chưa các bạn ơi? Tiếp đến là một con khủng long T-Rex màu nâu. Rồi, cất cho rổ nha. Rồi, thêm đây 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 là một con khủng long Apatosaurus. Con này có cái cổ rất là dài. Con này nó gầm lên. Đây là một chú khủng long Giganotosaurus, một con khủng long rất thông minh. Đây là con Velociraptor nha. Còn đây là con Stegosaurus nè. Có một chú khủng long T-Rex màu xanh dương rất là đẹp đây. Đây là một con Indominus Red Chibi với cái đầu siêu to này các bạn ơi.
À ha, có một con khủng long Sinoceratops. Ôi, còn đây là con Dimorphodon nè. Con này bắt cá rất là giỏi nha. Wow, một con King Kong các bạn ạ. Tiếp đến, đây là con khủng long trung King Osaurus nè. Rất đẹp nha. Ồ, đây là một con T-Rex, miệng rất là to. Nó ngậm lại cái miệng rồi. Còn đây là một con Indominus Rex nữa, rất đẹp. Thôi, và cuộc đi săn của chúng ta đây là hết rồi. Bye bye các bạn nha. Bye bye.